Chào tất cả anh em, hôm nay mình tiếp tục lên một mặt hàng sưu tầm cho anh em. Lần này mình có về được vài cây cuốc chim mini hai đầu, dòng thép trắng cao cấp đến từ hãng TradeMark của nội địa Nhật. Đây là cái cây cuốc chim mini, có một đầu cuốc và một đầu chặt. Thiết kế thì rất là thông dụng và đa năng cho những anh em nào mà thích cái sự đẹp đẽ, rồi sáng sủa, rồi dễ sử dụng. Này là thương hiệu đến từ hãng TradeMark nha anh em, TradeMark nội địa Nhật. Hàng chuẩn của Japan sản xuất, sản xuất tại tỉnh Osaka. Thì cái cây cuốc chim mini này, nó là một cái cây cuốc chim thép trắng không từ, là có nghĩa cái dòng thép này nó rất là cao cấp đó này. Những anh em nào mà hay mua được những cái cây kéo tỉa mà có dòng thép trắng của Nhật, nó là nó xài ngon lắm, mà đặc biệt là nó không bao giờ bị rỉ sét. Đây 500 nó không hút đó, còn anh em xem này, có nghĩa là thép này nó không có từ nha anh em. Nó rất là sáng và đẹp, anh em sử dụng lâu chùi, càng lâu chùi nó càng sáng và đẹp đó. Không bao giờ bị rỉ sét trong quá trình sử dụng, anh em có bỏ những nơi ẩm thấp thì cũng không bị sét, càng xài càng sáng đẹp. Thì cái cây cuốc chim mini hai đầu này, nó được thiết kế nặng 600 gram và cán của nó dài là 45 phân. Cán này là cán gỗ sồi á, như gỗ sồi đó nè, rất là dài và chắc chắn. Cầm nắm rất là gọn trong lòng tầm tay, đặc biệt rất là dễ sử dụng ở chỗ là những anh em nào mà hay đi phượt á, cần gấp lại gọn nó bỏ trong ba lô á, thì cái cây này nó lại gọn, nó chỉ tính năng là anh em tháo lắp dễ dàng đó. Vì anh em muốn xài thì anh em lắp cái cán vô, gõ nhẹ cái thì nó chặt cái lưỡi lại, rồi anh em cuốc xong rồi anh em muốn tháo ra thì gõ nhẹ cái cán thì rút ra thôi. Rất là dễ dàng nha anh em. Cây này phải nói là nó đẹp keng sa beng, độ hoàn thiện của nó rất là cao, rất là đẹp, không một vết tì vết luôn. Đúng anh Nhật anh làm thôi, anh làm cái gì là cái sản phẩm nó đẹp. Rồi mình cũng báo giá với anh em luôn, cây cuốc chim mini hai đầu, một đầu cuốc và một đầu chặt này chuyên dụng cho anh em đi phượt, giá là 430.000 chưa phí vận chuyển một cây. Số lượng chỉ có vài cây thôi, anh em nào nhanh tay thì liên hệ mình. Mình review lại một lần nữa kỹ cho anh em xem kỹ ha, đẹp, rất là đẹp, đáng để anh em sưu tầm. Những anh em nào mà đam mê đi phượt thì nên sắm một cây như thế này để bỏ ba lô, rất là tiện dụng, có việc dùng tới nó. Quá trình mà đi vô rừng chơi rồi đó, anh em có gặp cái cây cảnh nào đó đẹp thì cầm đào móc mang về, thì sẽ có cây cuốc như này rất là tiện lợi. Rồi, xin cảm ơn anh em, xin kết thúc video tại đây.